Nhiều tiếng súng vang lên tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Pennsylvania ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 14 tháng 7 giờ Việt Nam. Sự việc xảy ra khi ông Trump đang trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Theo hãng tin AFP, có máu trên tay phải của ông Trump khi ông được lực lượng an ninh đưa khỏi sân khấu lên một chiếc xe gần đó. Các nhà báo có mặt tại sự kiện mô tả là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa giơ nắm đấm khi ông được mật vụ Mỹ hộ tống lên một chiếc xe. Các phóng viên tại cuộc vận động ở Butler, bang Pennsylvania kể lại rằng họ nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn. Các mật vụ đã lập tức có mặt để che chắn cho ông Trump, vẫn có một số tiếng nổ vang lên sau khi ông Trump đã ngã xuống sân khấu. Đài CNN dẫn lời người phát ngôn của ông Trump cho biết, cựu Tổng thống Mỹ được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện địa phương. Người ta nhìn thấy có một số cảnh sát vũ trang trên mái nhà gần sân khấu nơi ông Trump đang đứng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông chưa nắm thông tin chi tiết về việc ông Trump bị bắn, nhưng sau đó thông cáo từ Nhà Trắng cho biết, ông Biden đã được nghe báo cáo ngắn về vụ việc. Cơ quan mật vụ Mỹ sau đó thông tin tình trạng sức khỏe của ông Trump ổn. Cơ quan này viết trên tài khoản X, Twitter cũ. Cơ quan mật vụ Mỹ bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc ngay và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể. Đài CNN cũng dẫn lời người phát ngôn Stephen Cheong của ông Trump cho biết, cựu Tổng thống Mỹ vẫn ổn, ông Cheong cho biết. Tổng thống Trump cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật và những người phản ứng đầu tiên vì hành động nhanh chóng của họ trong hành động tàn ác này. Ông Trump vẫn ổn và đang được kiểm tra tại một số cơ sở y tế địa phương, sẽ có thêm thông tin chi tiết. Hãng tin CNN trích lời biện lý hạt Butler, Pennsylvania, Richard Goldinger cho biết, nghi phạm nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị sở mật vụ khống chế và bắn hạ. Bên cạnh đó, ít nhất một khán giả tử vong, một người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra vụ nổ súng như một âm mưu ám sát. Thông tin thêm về nghi phạm, ba nguồn thực thi pháp luật xác nhận tay súng bắn tỉa ở bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Sau vụ việc, Sở Cảnh sát thành phố New York tăng cường lực lượng canh gác tại tháp Trump và các địa điểm nhạy cảm khác quanh thành phố như quảng trường Foley và tòa thị chính. Trong nhiều năm qua, tháp Trump là nơi tụ tập của những người ủng hộ và phản đối cựu Tổng thống. Sau khi có thông tin về vụ nổ súng, nhiều quan chức Mỹ lên án vụ việc bạo lực và tàn bạo. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nam sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm bị cô ruột đầu độc bằng cyanua nên phải cấp cứu, không thể tham dự kỳ thi trung học phổ thông. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, nam sinh này sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông vì đủ điều kiện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra hôm 26 đến 28 tháng 6. Tuy nhiên, tối 22 tháng 6, nam sinh bị cô ruột cho uống thuốc có chứa cyanua. Đây là chất cực độc khi vào cơ thể một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người. Nguyên nhân được cho là do người cô có mâu thuẫn với mẹ của em. Nam sinh sau đó được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê bất tỉnh và không thể tham dự kỳ thi. Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã liên hệ với người nhà làm các thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho em. Theo quy chế thi tốt nghiệp, 3 trường hợp được đặc cách, trong đó có thí sinh bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước kỳ thi tối đa 10 ngày. Điều kiện là các em phải có học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho hay, nam sinh đáp ứng yêu cầu này vì được trường xếp loại học lực khá, hạnh kiểm tốt. Hiện tính mạng của 5 học sinh được bảo toàn nhưng cần tiếp tục được nghỉ ngơi và chăm sóc từ phía gia đình. Đánh giá chất lượng bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ ra những mặt đạt được để nhân lên tiếp theo và những điều còn hạn chế nhằm giúp bệnh viện hoàn thiện hơn nữa để phục vụ người bệnh tốt hơn. Bộ Y tế sẽ lập 3 đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng các bệnh viện tuyến trung ương. Theo đó, Bộ Y tế thành lập 3 đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được phân công và một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại các bệnh viện này, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện áp dụng theo Bộ Y tế Chất lượng Bệnh viện Việt Nam, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế, kiểm tra sự sẵn sàng công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh. Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra tình hình áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và công tác triển khai quy định chuẩn, định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đầu số điện thoại của gọi rác có dấu hiệu lừa đảo từ những số điện thoại lừa đảo từ trong nước và ngoài nước luôn diễn biến phức tạp và không ngừng thay đổi khiến nhiều người vô tình bị lừa. Và mới đây, một số ngân hàng, công ty chứng khoán tiếp tục phát đi các khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác các cuộc gọi từ các đầu số lạ và các số di động nặc danh. Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank vừa gửi cảnh báo đến khách hàng về những chiêu trò lừa đảo mới của các đối tượng xấu. Theo Vietcombank, thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục thông tin về thủ đoạn lừa đảo người dân cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc, app giả mạo trên điện thoại. Một số app giả mạo được ghi nhận như dịch vụ công, VNEID, cơ quan thuế, cơ quan công an. Thủ đoạn phổ biến là đối tượng liên hệ dẫn dụ khách hàng với một số kịch bản phổ biến như thông tin định danh trên hệ thống không đồng bộ,
quá hạn làm sổ hộ khẩu điện tử, hỗ trợ định danh VNeID mức độ 2. Trong khi đó, công ty chứng khoán MB, MBS cảnh báo các nhà đầu tư về việc có nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi giả danh thương hiệu MBS, mạo danh ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty MBS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, công ty chứng khoán này cũng khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác các cuộc gọi từ các đầu số lạ như 028888, 029999, 028899, 029988 và các số di động nặc danh. Có hơn 60 trường trung học phổ thông công lập thông báo hạ điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 từ 0,25 đến 3 điểm. Đây là năm hạ điểm chuẩn kỷ lục. Năm ngoái chỉ có 28 trường trung học phổ thông công lập hạ điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội. Với hệ thường, trường trung học phổ thông Minh Quang hạ từ 18 xuống 15 điểm với những học sinh đã đăng ký nguyện vọng vào trường. Ngoài ra, trường được tuyển sinh toàn thành phố với các em có điểm từ 17 trở lên. Trung học phổ thông Đoàn Kết Hai Bà Trưng, điểm sàn là 25,75, cao hơn 2 điểm so với đợt 1. Trường này năm nay gây bất ngờ khi đầu vào ban đầu giảm hơn 16 điểm so với năm ngoái. Hai trường sẽ xét thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 58 trường còn lại chủ yếu hạ dưới 1 điểm. Ở hệ chuyên, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam hạ điểm với lớp toán, sinh học, tin và tiếng Nga, mức hạ từ 0,25 đến 1 điểm. Trường chuyên Nguyễn Huệ áp dụng mức điểm chuẩn mới thấp hơn 0,3 đến 1,25 so với ban đầu. Còn trường Chu Văn An giảm từ 0,75 đến 2 điểm tùy các lớp. Với nhóm thí sinh đăng ký phúc khảo, sở sẽ trả kết quả trước ngày 25 tháng 7 và nhập học ngày 29 tháng 7. Trước thực trạng nước sinh hoạt vùng nông thôn ngày càng thiếu hụt, không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt đầu tư hàng loạt dự án nhà máy nước sạch. Thế nhưng trái với kỳ vọng của người dân, các dự án nhà máy nước sạch lại được triển khai ì ạch, liên tục chậm tiến độ dù đã nhiều lần gia hạn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Dự án công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt của vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 2 tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 49 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, đến năm 2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, dự án được gia hạn đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Song đến nay, vẫn chỉ đạt khoảng 95% khối lượng. Hiện tại thì chỉ có lắp đặt cái trạm bơm nổi xuống hồ chảy tiểu. Thứ hai nữa là đấu nối điện và quá trình vận hành các cái thiết bị để thử áp để triển khai. Ở tiền đồ thì cũng không còn nhiều. Tuy nhiên cái đơn vị thi công thì hiện tại công ty Nhật Thải đang triển khai cũng rất là chậm. Theo quyết định phê duyệt của dự án nhà máy cấp nước sinh hoạt Trà Sơn, đóng trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, thì dự án này không có hạng mục lắp đặt đầu nối đồng hồ đến từng hộ dân. Chính vì vậy, khi dự án hoàn thành cũng chưa thể cấp nước cho người dân sử dụng. Điều đó cho thấy sự tắc trách trong công tác phê duyệt thẩm định dự án của các cơ quan chức năng. Còn đây là dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sai, huyện Thạch Hà với tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2022. Thế nhưng sau 3 lần gia hạn, đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Nội dung nguyên nhân chính vẫn là cái giai đoạn đầu thì đơn vị thi công thiếu tập trung vì cũng liên quan một số cái điều thứ hai quan đó là như liên quan đến Covid cho việc nhập khẩu kể cả cái một số linh kiện có chậm. Thì những cái nội dung này thì đã có cái giải trình để rồi xin gian của tỉnh. Tôi cũng khẳng định cái việc nhà máy nước Khe Sai thì đến nay về phần đầu tư ấy, tôi đã khẳng định về phần đầu tư thì là xong, tất cả các hồ sơ đã khép, còn cái chỉ có cái chất lượng được một đầu vào một tí là cơ bản là hoàn thiện. Trong năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh triển khai 4 dự án nhà máy nước sạch tại huyện Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà, Can Lộc với tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2022, nhưng đến nay đều chậm tiến độ. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà Tĩnh quyết định đầu tư xây dựng 17 công trình cấp nước sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 473 tỷ đồng. Nhưng đến nay, chỉ mới 6 dự án triển khai thi công. Một số dự án là liên quan đến cái công tác quy hoạch sử dụng đất. Thì đất là như đối với những cái dự án mà xây dựng nhà máy. Và còn này khó khăn thứ hai nữa là cái vấn đề là cái nguồn vốn đối ứng để mà xác định được cái nguồn vốn đối ứng cho nó đầy đủ thủ tục để sau này mà triển khai thì là để có cái nguồn đủ cái nguồn vốn của địa phương để cấp cho ban chỉ trả cho nhà thầu.
Không chỉ chậm tiến độ mà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang có nhiều nhà máy nước sạch đắp chiếu sau xây dựng. Trong khi đó, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung của tỉnh Hà Tĩnh mới chỉ đạt 26,79%.